Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn thi học kỳ 2 với cái phần xác suất. Rồi ta bắt đầu ha. Thứ nhất, nói về biến cố xung khắc. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra. Ví dụ đầu tiên, bài 1. Một hộp có 5 viên bi sinh. Các bạn chú ý là 5 viên bi sinh. 4 viên bi đỏ. Và 2 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi, các bạn chú ý ha, từ như vậy ta có là xanh là 5, rồi đỏ là 4 và vàng là 2. Ở đây người ta không yêu cầu các em đi tính xác suất. Mà người ta chỉ yêu cầu các em xem các biến cố nào, hãy xác định các cặp biến cố xung khắc. Các em chú ý nè, hãy xác định các cặp biến cố xung khắc. Rồi thứ nhất là thầy xét hai biến cố A và B. Biến cố A và B ha. Hai biến cố này coi có xung khắc không. Thì khi ta lấy, ở đây là người ta phải lấy hai viên bi nha, lấy hai viên bi, hai viên bi lấy ra màu xanh, hai viên bi lấy ra màu đỏ. Thì khi ta lấy hai viên bi màu xanh tức là biến cố A xảy ra, và khi đó thì ta thấy biến cố B nó không thể xảy ra được, nó không xảy ra. Nếu ngược lại ta lấy được hai viên bi màu đỏ, tức là biến cố B xảy ra, thì ta thấy biến cố A không thể xảy ra được. Cho nên A và B là hai biến cố xung khắc. Rồi, xét mối quan hệ tiếp theo. A và C. Ví dụ ta lấy được hai viên bi màu xanh, tức là biến cố A xảy ra, thì biến cố C cũng xảy ra, vì hai biến cố C là hai viên bi lấy ra cùng màu. Như vậy biến cố A xảy ra thì biến cố C cũng xảy ra. Rồi nếu ta lấy hai viên bi màu xanh ha, thì biến cố A xảy ra và biến cố C cũng xảy ra. Như vậy A và B không thể xung khắc được. Cho nên ở đây ta ghi là không xung khắc. Xung khắc là khi A xảy ra thì C không được xảy ra. Rồi bây giờ ta xét cặp tiếp theo là A và D. Ta thấy nếu ta lấy được hai viên bi xanh thì biến cố A xảy ra, và khi đó hai viên bi đó không thể mà khác màu được. Cho nên A xảy ra thì D không xảy ra. Khi ta lấy được hai viên bi khác màu, tức là D xảy ra, thì A không thể xảy ra được, vì nó khác màu thì nó không thể cùng màu xanh. Như vậy đây là hai biến cố xung khắc. Rồi mối quan hệ trường hợp thứ tư là giữa B và C. B và C thì cũng giống như A và C thôi, cho nên đây là hai biến cố không xung khắc. Không xung khắc.
Rồi ta xét tiếp. 5. B và D. B và D là B là hai viên bi màu đỏ và D là hai viên bi khác màu, thì mối quan hệ này cũng giống như là mối quan hệ giữa A và D ha, nên xung khắc. Và tiếp theo mối quan hệ thứ sáu đó là hai viên bi lấy giữa C và D. Hai viên bi lấy ra cùng màu, hai viên bi lấy ra khác màu. Thì nếu bạn đã lấy được hai viên bi cùng màu thì cái biến cố hai viên bi khác màu nó không thể xảy ra. Ngược lại, bạn lấy biến cố bạn lấy được hai viên bi khác màu, tức là biến cố D xảy ra thì biến cố C không thể xảy ra được. Thế nên hai biến cố này là xung khắc. Và các em lưu ý ha, hai biến cố xung khắc là khi mà hai ví dụ A và B xung khắc thì A giao B luôn luôn là rộng. Chú ý cái đó cho thầy. Rồi ta sang bài tiếp theo. Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10. Khối 10 là có 9 học sinh. Rồi khối 11 là có 7 học sinh. Rồi chọn ngẫu nhiên ba người trong đội ha, một đội đây bao gồm hai cái này là một đội ha, chọn ba. Như vậy số các kết quả có thể xảy ra là n omega. Có một số thầy cô thì gọi đây là số phần tử của không gian mẫu các em ha. Này là số các kết quả có thể xảy ra, tức là ta chọn ngẫu nhiên ba học sinh trong đội, tức là chọn ba từ 19. À, xin lỗi các em, chọn 3 từ 10, 16. Rồi, bây giờ tính xác suất của biến cố cả ba người được chọn cùng một khối ha, thì thầy sẽ có hai cách làm. Một cách làm theo kiểu của lớp 10 ha, ví dụ cách của lớp, như thầy đang nói cách lớp 11 thôi. Thầy gọi A là biến cố ba học sinh được chọn ha, ba học sinh được chọn thuộc vào khối 10. Còn B là biến cố ba học sinh được chọn thuộc khối 11. Như vậy rõ ràng ở đây thầy sẽ có được NA nó sẽ bằng, đó là chọn ba học sinh ha từ khối 10 sẽ bằng. Rồi như vậy từ đây thầy sẽ được là PA nó sẽ bằng NA chia N omega. Vậy nó sẽ được là C39 chia C316. Rồi. Ba học sinh được chọn khối 11 thuộc khối 11 thì NB nó sẽ là tổ hợp chập 3 từ 7. Tương tự thầy cũng tính được PB là bằng NB trên N omega. Nó sẽ bằng C 37 ha trên C 3 chập 3 của 16. Rồi như vậy các em thấy A và B là hai biến cố xung khắc. Rõ ràng A và B là hai biến cố xung khắc. Như vậy biến cố là tính xác suất cả ba người được chọn cùng một khối, tức là xác suất của biến cố A hợp B
do hai này là xung khắc ha, cho nên a hợp biến của sẽ bằng pa cộng pb. Và các em chỉ việc lấy cái kết quả trên, hai cái kết quả trên này cộng lại là ra đáp số ha. Đó là cái cách làm của lớp 11. Và qua cái bài này thì các em chú ý ha, chú ý cho thầy này. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc, nhớ chưa, hai biến cố xung khắc, thì các bạn sẽ có được cái công thức cộng xác suất, đó là biến cố hợp sẽ bằng PA cộng PB. Rồi ta sang tiếp theo là hai biến cố độc lập. Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra, biến cố này nó không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia. Ví dụ An và Bình mỗi người gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất ha, mỗi người gieo một con. Và việc gieo xúc xắc của An nó không phụ thuộc vào gì vào việc gieo xúc xắc của Bình cả, và ngược lại ha. Rồi A là biến cố An gieo được mặt 6 chấm. Và B là biến cố Bình gieo được mặt 6 chấm. Tính xác suất của biến cố B trong trường hợp sau. Biến cố A xảy ra, các em thấy biến cố A xảy ra là tức là Bình An gieo được mặt 6 chấm, nó không ảnh hưởng gì tới cái việc Bình gieo được mặt 6 chấm cả. Cho nên trong trường hợp này thì xác suất của biến cố B nó vẫn là 1/6. Rồi biến cố A xảy ra thì cũng không liên quan gì tới cái việc Bình gieo, An gieo được mặt, không gieo được mặt 6 chấm thì cũng không liên quan, không ảnh hưởng gì tới việc Bình gieo được mặt 6 chấm cả. Cho nên trong tình huống này thì PB vẫn là 1/6. Thì các em thấy hai cái biến cố A và biến cố B được gọi là hai biến cố độc lập. Được chưa? Rồi ta sang ví dụ tiếp theo, 7.4. Đó là công thức nhân xác suất. Các bạn phải thuộc công thức này ha. Nếu hai biến cố A và B độc lập thì biến cố hợp và biến cố giao đó sẽ bằng tích của hai biến cố, xác suất của biến cố giao nó bằng xác suất tích của hai biến cố, tích xác suất của hai biến cố. Bài 4 cho A và B là hai biến cố độc lập. À, tính xác suất của các biến cố sau. À, do A và B độc lập ha, các bạn khi làm phải hiểu là A và B là hai biến cố độc lập. Hai biến cố này độc lập ha. Hai biến cố độc lập. Nên PA, các bạn chú ý là đây là PAB, tức là ta viết như vậy có nghĩa là biến cố giao đó nha các bạn, giao của hai biến cố A và B, tức là biến cố mà nó sẽ bằng PA nhân PB. Rồi và bạn chỉ việc lấy 0,6 nhân 0,8 nó sẽ bằng 0,48 ha. Rồi thứ hai, khi A và B độc lập thì biến cố không xảy ra A và biến cố B xảy ra cũng độc lập với nhau, tức là hai biến cố này không có liên quan gì hết nha. Thì nó sẽ bằng biến cố PA bằng 0,6 thì PA ngang, tức là biến cố không xảy ra A đó các bạn, PB nó sẽ bằng 0,4 nhé. Biến cố xảy ra A là 0,6, biến cố không xảy ra A là 0,4 nhân cho 0,8, các bạn sẽ được là 0,32. Rồi tương tự ha, biến cố A không xảy ra A hay biến cố không xảy ra B cũng độc lập với nhau. Như vậy ở đây các bạn có là PA ngang
không xảy ra A, không xảy ra B. À, nó sẽ bằng là 0,4 nhân 0,2 sẽ bằng 0,08. Rồi ta sang bài tiếp theo. Cái công thức này là quan trọng ha. Cho A và B là hai biến cố, thì đó biến xác suất của biến cố hợp là bằng tổng xác suất của hai biến cố A và B trừ đi xác suất của biến cố giao. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết PA bằng 0,3, PA và B bằng 0,2, giao B đó bằng 0,2 thì xác suất của biến cố A hợp B. Rồi. Các bạn chú ý câu A. Mấy bài này thì dễ ha. Các bạn có này. P biến cố hợp. Theo công thức là bằng PA cộng PB trừ PA giao B. Rồi PA nhân B ha, là bằng PA nhân PB. Thì nên giải cái này trước. Tới đây ta dễ nói hơn. Cái này người ta cho là 0,2 và PA là người ta cho 0,3. Vậy thì các em sẽ tính được là PB trước cái đã ha. Như vậy khi ta tính ta sẽ được là 0,2 chia 0,3 nên được là 2/3. Yeah. Thì tới đây mình mới có cái kết quả để mình thay vô ha. Cái này người ta cho là 0,2. Còn tới đây thì PB này các bạn sẽ tính được là 2/3 ha, trừ 0,2. À. Rồi, các bạn lấy máy tính bấm là ra đáp số ha. Nhớ là phải tính xác suất của biến cố B trước. Tới đây mình mới có, mình thay vô được ha. Rồi, tiếp theo. Câu B. Người ta cho là PB bằng 0, PA hợp B ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm này. Tính xác suất của biến cố A, các bạn sẽ ghi là PA hợp B sẽ bằng PA cộng PB trừ xác suất của biến cố giao AB. Rồi bây giờ có cái gì biết được thì mình cứ thay vô trước ha. 0,7 các bạn. Rồi biến của A mình, xác suất biến của A mình chưa biết ha, người mình đang đi tìm mà. Rồi cộng cho P của xác suất biến của B là ở đây người ta cho mình là 0,5 nha. Rồi cái chỗ này thì bạn không để nguyên vậy vì người ta không cho xác suất của biến cố A giao B, thì bạn tách nó ra ha. Biết là PA nhân với PB cho các bạn, vì A và B là hai biến cố độc lập. P của AB, A giao B là bằng PA nhân PB. Rồi thì ở đây các bạn đang đi tìm PA, còn xác suất của biến cố B thì mình biết rồi. À, cho nên tôi xóa cái chỗ này đi nha, rồi tôi ghi thêm bước này đi. 0,7 bằng PA cộng 0,5 trừ
Còn xác suất của biến cố B là mình biết rồi, người ta cho là 0,5. Rồi, tiếp tục ha. Như vậy thì các bạn sẽ được là các bạn chuyển cái con số này qua đây. À, thì ta được là 0,2. Còn PA mà trừ cho 0,5 nhân PA, tức là hai cái này trừ nhau đó nha. Mình giống như là như vậy, cái này sẽ được là 0,5 PA. Các bạn chú ý ha, PA trừ cho 0,5 PA là được 0,5 PA. Và từ đó các bạn sẽ được PA bằng 0,2 chia 0,5. Đó, nó được là 2 phần 5, tức là 0,4. Rồi, như vậy thầy đã hoàn thành câu bài 5. Bài 5 thì cũng bài người ta cũng hay cho trắc nghiệm ha. Rồi, bài số 6. Bài số 6 này thì người ta có một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại, tức là giống hệt nhau đó, và được đánh số từ 1 đến 21. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, gọi A là biến cố, số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2. Số ghi trên thẻ chia hết cho 2 ha. Như vậy NA nó sẽ bằng, thứ nhất là N omega này nè. Chọn một thẻ từ 21 thẻ, như vậy ta sẽ được là 21 cách ha. NA là chọn được thẻ chẵn. À, chẵn mà từ 1 đến 21 thì có bao nhiêu thẻ chẵn? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, được là 10 thẻ ha. 10 thẻ chẵn. Rồi NB là số ghi trên thẻ chia hết cho 3. Như vậy ta được là các thẻ có số là 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Như vậy là ta được 7 thẻ ha. Rồi, như vậy từ đây thầy suy ra nhé. PA nó sẽ bằng 10 phần 21. Còn xác suất của biến cố B thì thầy sẽ được là PB nó sẽ bằng 7 phần 21, tức là 1 phần 3. Bây giờ câu hỏi người ta ra hỏi mình là hai biến cố A và B nó có độc lập không? Biến cố AB giao B thì là gì? A giao B. Nó sẽ bằng A giao B là một số vừa chia hết cho 2 và số đó cũng chia hết cho 3 luôn. Vậy thì thầy đã sẽ được các số là bắt đầu từ số 6, 12, 18 mà được 3. Tức là cái biến cố A giao B là biến cố, là rút được cái thẻ mà nó vừa chia hết cho 2 và cũng vừa chia hết cho 3, tức là nó sẽ chia hết cho 6 đó các bạn. Thì gồm các thẻ là số 6, số 12 và số 18, có 3 thẻ. Như vậy cái xác suất của PAB này này nha. Các bạn chú ý trong khi người ta không có ghi giao ha, thực ra ghi giao thì cũng chẳng sao cả, nhưng người ta ký hiệu trong sách là ghi PAB cho nó đơn giản vấn đề đi, thì nó sẽ được là 3 phần 21 ha, 3 phần 21 rút gọn thì các bạn sẽ được là 1 phần 7 nhé. Rút gọn mình sẽ được 1 phần 7. Rồi, bây giờ trên này là tôi sẽ được là bằng 1 phần 7. Còn dưới này thì tôi sẽ được là PA nhân PB là tôi được 20, xin lỗi, 10 phần 21. Tôi được 10 phần 21 nhân cho 1 phần 3. Thì tôi thấy là nó sẽ ra là kết quả là 10 phần, nói chung là không ra 10 phần 1 phần 7 được đúng không? 3 mươi 63 ha. Như vậy rõ ràng từ hai cái này, từ hai cái kết quả này này,
ta thấy là PA nhân B nó khác với lại PA nhân PB. Cái này là PA giao B tức là khác PA nhân PB. Cho nên từ đó mình suy ra A và B không độc lập. Đây. Là cái phần ôn tập về xác suất của thầy đến đây là hết ha. Các bạn xem kỹ để hiểu các vấn đề mà thầy nói. Rồi, chào các bạn.